Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và ngày hôm nay thì mua bán xe cũ lại cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe hạng sang sedan Để anh chị và các bạn có thể là nghiên cứu Đó là một chiếc xe Lexus LS460L Sản xuất là 2015 Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu da bò Các chi tiết của chiếc xe thì đơn vị luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ Xe không đâm va, không ngập nước, báo trách test toàn quốc anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra với mẫu xe này và địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua Việt Tuấn Auto địa chỉ là 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên Hà Nội để có thể lái thử và cảm nhận công nghệ trên mẫu xe Lexus LS 460N này và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết cụ thể về chiếc xe Lexus LS 460L đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ở phần đuôi xe thì các chi tiết của chiếc xe thì có trang bị là đèn LED rồi là ống xả thể thao, cảm biến đùi, cam đùi. Với cốp thì có của chiếc xe thì có trang bị là cốp điện. Các chi tiết của chiếc xe thì em sẽ mời các bác cùng đi tham quan về cái phần nội thất của chiếc xe để đánh giá tổng quan chi tiết cụ thể về một mẫu xe cực kỳ đẹp hiện đang có mặt tại Việt Tuấn Auto này. Các chi tiết sơn xi si cũng như phần mép lối mép cản của chiếc xe thì các bác có thể thấy qua thì nó còn rất là khít. Cũng như là phần đèn. Các chi tiết đốp láp rồi la lá răng của chiếc xe. Xe thì trang bị à, à, mâm đa chấu hợp kim và đết lốp làm ngày tuần thứ 15 của năm 2020. Lốp đã được thay mới rồi. Và đây là những cái chi tiết về cái phần tay nắm cửa. Có trang bị mở cửa thông minh phần cánh thì lọc ngõ trang bị cho anh chị và các bạn như là các vị vị trí nhớ ghế rồi là phần các chi tiết bọc da ô gỗ toàn những là chất liệu cao cấp thôi anh chị ạ. Các bạn có thể thấy các chi tiết rất đẹp ạ. Chủ xe thì đã rất là chăm chút giữ gìn đã trang bị thêm một lớp thảm trải sàn. Với phiên bản này là phiên bản 5 chỗ ngồi là có trang bị bệ tỳ tay cũng như là các chi tiết cửa gió điều hòa ghế thứ hai giúp cho cái không gian làm mát nó sẽ nhanh hơn. Với chiếc xe này thì nó có trang bị hệ thống điều hòa thông minh 4 vùng độc lập Có thể điều chỉnh tùy từng vị trí Đấy, Các chi tiết các bác có thể thấy Phần điều chỉnh ghế cũng như là làm mát ghế, sấy ghế Rồi là điều chỉnh massage đầy đủ Và xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống giải trí âm thanh Với 19 hoa Mark Levinson Cùng rất nhiều các tiện ích ghế chị lái chỉnh điện là 16 hướng và cái hành khách là 12 hướng cửa sổ trời màn hình chân đầy đủ các chi tiết trần xe các bác có thể thấy qua nó còn giữ được trong tình trạng là rất là hoàn hảo ở chiếc xe này thì lõng sẽ có mang cho lại anh chị và các bạn cảm giác lái cực kỳ tuyệt vời với bốn chế độ lại thông thường để anh chị bạn có thể lựa chọn cùng với những cái chi tiết về nội thất của chiếc xe em quay để anh chị và các bạn có thể đánh giá tổng thể xem xe nó có bị đâm va hay ngập nước gì không còn nếu mà các bác cần xem chi tiết cụ thể ở phần nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ video call và gửi anh chị và các bạn chi tiết cụ thể bằng hình ảnh cũng như là em có thể là em sẽ video call lại để anh chị và các bạn cùng trao đổi trực tiếp em qua đàm thoại và đây là những cái chi tiết các bác có thể thấy những cái phần vô lăng rồi là cần số của chiếc xe để thấy rõ được cái độ hoàn hảo chi tiết đẹp của chiếc xe xe làm bánh quãng đường là hơn 54.000 km rồi anh chị nhé màn hình giải trí đầy đủ đồng hồ trung tâm đặc trưng của dòng lấy sợt rồi là đây cần số rồi những chìa khóa của chiếc xe các bác có thể thấy các chế độ lái Eco Normal Sport Dèm thì có trang bị dèm chỉnh điện các bác ạ các tiện ích của chiếc xe rất nhiều và những chi tiết của chiếc xe này thì phải nói là cực kỳ hoàn hảo có nhiều chế độ hỗ trợ người lái cũng như là mang lại cái độ an toàn cho người ngồi và đây là cái phần máy của chiếc xe em cũng tổng kết sơ qua cho anh chị và các bạn nắm rõ thông tin về chiếc xe Lexus LS460L sản xuất là 2015 nhập khẩu nguyên chiếc lăn bánh quãng đường hơn 54.000 km đăng ký biển Hà Nội và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 3 tỷ 650 triệu còn thương lượng. Xe thì hiện đang có mặt tại Việt Tuấn Auto, địa chỉ là 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ em, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.